Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Ngồi đây câu cá sẽ... Ui dồi. Mình mới câu được con cá nóc, cái em rồng chạy lên liền. Sợ thiệt. Thôi ăn cá nóc hồi sình bụng đó em, không được đâu. Xui thiệt đấy, giờ câu không trúng cá nóc giật. Bởi vì cái nhân phẩm của mình lúc nào mà bấm quay một phát là nó giống như là nó tuột không phanh vậy đó. Thử cái nữa nè. Đấy. Lần này là được cái con cá gì nhìn rất là đẹp luôn. Em ăn được không? Không, cá này thì em ấy ăn không được rồi. Mình thì ăn được ha. Bỏ bụng luôn. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành kiểu như là chế tạo ra một các bạn tách dòng cường hóa ha. Hiện tại thì mình đang có một vài dòng cường hóa tốt nhưng mà mình chưa có thể ghép vô vũ khí mình được. Bắt buộc phải có cái bàn này thì mình mới tách ra và ghép vô á. À, đầu tiên thì mình cần phải có bàn cường hóa trước nè. 4 hắc kim thạch, rồi 2 kim cương, 1 quyển sách. Đây, làm trước cái bàn cường hóa bình thường ha. Xong thì mình sẽ cần có thêm 3 ngọc lục bảo và 2 cái bột nhuộm vàng. Ngọc lục bảo 3 cục. Bột nhuộm vàng thì phải đi tìm mày. Chứ giờ không có. Úi, em rồng angle đâu rồi ta? Ờ kìa kìa, đang bay kìa kìa. Tại vì định cưỡi đi tìm bông vàng này. Hình như gần gần nhà mình không có bông vàng thì phải. Tại vì mình đi mấy lần rồi mình cũng để ý á. Không có bông vàng, có bông đỏ thôi kìa kìa, thấy chưa. Toàn là bông đỏ thôi. Bông đỏ, bông cam các thứ. Rồi kiếm đâu ra bông vàng giờ. Oh my god luôn á. Bây giờ tìm bông vàng mới là mệt mỏi nè. Ui em rồng. Oh no. Em rồng đâu ơi? Đây. Mình sẽ cởi em rồng để đi một xíu ha. Bây giờ cái thứ đơn giản như là một cái bông vàng thôi, tìm cũng hơi bị mệt đó nha. Tại vì trong đây nó rất là đa dạng bông ấy, nên muốn tìm đúng cái bông mà mình cần thì cũng hơi khó. Thử qua bên đây một xíu nè. Bên đây thì xuất hiện mấy cái con rồng mà cực mạnh á, nên mình cũng phải lưu ý một xíu nha. Trời đất ơi, ở đây có cái em rồng nó đẹp. Nhìn mà ghiền. Cái em này nè, hình như cái loài rồng này sẽ sống trong cái cánh rừng á, cánh rừng nhiệt đới. Sẽ có một dịp mình sẽ khám phá trong cánh rừng nhiệt đới sao. Còn giờ thì đi tìm bông trước rồi đó. Bông đỏ cái thứ, thấy chưa, thấy chưa. Mình nói đâu có sai đâu. Bông vàng trong đây khó tìm lắm. Bông xanh các thứ không kìa. Thử qua đây xíu coi. Bên đây cũng không có và mình phát hiện có em rồng gì đấy. Chưa, từ. Đây là rồng 7 màu. Ui. Hôm qua thì mình gặp Storm Stratus màu đỏ phiên bản cực hiếm. Bây giờ rồi còn gặp được rồng 7 màu nữa. Đẹp vậy. Toàn rồng đẹp thôi. Qua này tính ra mình hên lắm luôn á. Mình toàn gặp rồng đẹp à. Nhưng mà không có gặp tổ rồng á, cũng hơi buồn một xíu. Nhưng tạm thời thì trước mắt là phải đi tìm bông vàng trước nè. Lại qua đây cái coi. Chưa. Ủa? À, chỗ này là chỗ tòa tháp mà lần trước mình khám phá nè. À, nhớ rồi. Làm mừng hụt. Ở đây rồi. Yeah, mình đã tìm thấy bông vàng. Hái liền. Mình cần 2 bột nhuộm đúng không? Chính xác. 2 bột nhuộm. Rồi xong. Bây giờ thì mình sẽ làm luôn cái bàn tách dòng cường hóa ha. Đây, disenchantment table. Lắm. Rồi bây giờ thì đi về nhà cùng với em rồng thôi. Phanh lại. Ui trời. Điều khiển rồng mà muốn phanh gấp vậy cũng phải cẩn thận nha. Nhiều khi rồng đáp đất mạnh quá là ha. Xỉu ngang luôn đó. Đầu tiên thì mình sẽ tách cái dòng nhảy trước. Mình có cái dòng multi jump nè. Đó, mình sẽ tách ra trước ha. Để xuống đây. Tách ra. À, nó cần một quyển sách nữa hả? Được luôn. Nhét vô. Nhét cái này vô là mình sẽ được cái quyển sách multi jump cấp độ 1. Ủa cái gì đây? Cái gì mất máu bạch đây? Trời ơi là em đi đâu mà đi đụng cái tường các thứ rồi mất máu nữa. Bó tay em luôn á. Ngồi yên cái coi, đi ngủ đi. Ừ đi. Đi ngủ đi nghe. Mình thấy rồng angle có dấu hiệu lì lì rồi đó. Rồi mình sẽ ép vô cái ổn, nhưng mà cái ổn mình nó đã hư rồi. Mình đang có ý này.
Mình sẽ tạm thời treo cái set đồ này lên một xíu ha. Mình sẽ làm hẳn một cái set đồ mới. Thứ nhất là được full độ bền nè. Thứ hai là mình có thể thử cường hóa thêm một lần nữa để coi coi lần này cường hóa đồ nó có tốt hơn hay không. Mình sẽ làm đồ tương tự ha. Nón với ủng là bằng vảy rồng đỏ. Áo với quần là mình sẽ làm bằng vảy rồng ngọc lục bảo. Như vậy thì có gì mình ghép lại với nhau được. Và mình cần phải lấy thêm ngọc lưu ly để cường hóa nữa nè. Đi, nhiều kinh nghiệm để làm gì. Cường hóa thử bằng mai nào. Vô. Đầu tiên là cái nón Lightway cấp độ 3. Vẫn là Lightway, ok. Last Sand cấp độ 2. Multi-jump, ui. Giờ nó ra multi-jump cấp độ 3 luôn. Tốt hơn cái quyển sách mình nữa. Vậy thôi mình cường hóa luôn đi. Cần gì phải ép vô làm gì. Cường hóa luôn. Ồ, còn có bảo vệ coi vật được bắn nữa. Tốt. Cái nón thì sao? Adept. Cái nón Adept. Dòng gì lạ quá à. Lightway cấp độ 4 luôn cơ. Cái dòng Adept này mình thấy lạ lắm nè. Mình ép thử ha. Test thử những dòng mới coi. Nó còn cho mình bảo vệ khỏi lửa nữa. Tốt. Áo chậm hỏng luôn kìa. Ui, lấy cái áo chậm hỏng đi. Dùng cho nó lâu. Còn có bảo vệ cấp độ 4 luôn. Quá im. Và cuối cùng là bảo vệ khỏi vật được bắn ha. Oh man. Mình sẽ thử mình cường hóa cái xẻng coi. Hiệu sức cấp độ 2 nè. Rồi ép lại. Ê, bây giờ nó lại ra cái quần bảo vệ cấp độ 3. Lậm liền. Ồ, nhưng mà nó lại có cái dòng Death Odium rồi. Cái dòng này hình như mình lại gần. Những cái em rồng của mình cũng có thể gây mất máu hay sao á. Không biết có phải hay không nữa. Mình sẽ thử mặc vô ha. Hy vọng là không. Yeah. Nó không có tác dụng lên những em rồng. Hên quá như vậy thì mình vẫn có thể giữ được cái quần này ha. Giờ thì lên đồ thôi, lên đồ thôi. Nè, xích đồ mới có vẻ tương đối là tốt đây. Ui, nó còn cho mình thêm cả giáp ở phía trên luôn nè. Ui, xích đồ này có vẻ ổn đấy. Nhưng mà hồi nãy mình thấy chất lượng trong cái phần nón với cái phần áo là nó trừ mình hết một giáp rồi. Nón với áo. Không biết có nên đầu tư không nữa. Nón với áo, ok đầu tư đi. Hy vọng là lần này cái nón nó sẽ có chất lượng tốt một xíu nha. Đừng có trừ nữa, cộng đi. Nữa vẫn trừ là sao. Lên lên. Đó, cộng 0,5 giáp. Ngon, giờ tới cái áo nha. Cộng nha. Đấy rồi, Magic Shield cũng được. Đừng có trừ giáp của mình, ok. Đấy, bây giờ nó lại lên thêm một cái ô giáp rồi nè. Như vậy thì set đồ của mình sẽ rất là tốt đó. Xong phiên. Giáp đã cường hóa xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tới cái công đoạn là nâng cấp kiếm. Tại vì mình còn cái dòng nhặt ba nè, mình có thể ép vô cây kiếm để giúp cho cây kiếm của mình nó kiểu như là rơi ra nhiều đồ hơn á. Mình có nên ép không ta? Tại vì cây kiếm của mình nó cũng hư phân nửa đâu bền rồi. Thôi kệ đi. Ép luôn, mình lỡ ép rồi. Ép giáp nhưng mà không, chẳng lẽ không ép nổi cây kiếm sao? Tách ra. Rồi. Cái đe đâu? Cái đe nãy mình chụp ở đâu ta? Mình nhớ mình có cái đe mà nhờ. Đúng không? Hay là mình nhớ nhầm ta? Ủa, mình nhớ mình có cái đe mà. Ôi trời, ôi cái gì? Cái kia, what the? Oh my god. Mình đi một phát mình nhảy lên đồ cây luôn á. Cái dòng multi-jump cấp độ 3 này xịn quá. Phải cẩn thận nha, không kéo mình nhảy lên nóc nhà không chừng á. Rồi mình nhớ nhầm rồi, mình không có cái đe mà mình nhớ mình có cái đe. Ảo tưởng sức mạnh thiệt sự. Thôi đành phải đợi dịp khác ghép vô thôi chứ biết sao giờ. Và công việc bây giờ của mình á là mình sẽ tiến hành cho rồng ăn nữa. Tại vì hôm nay mình muốn chính thức cưỡi được em rồng rồng vua nè. Nên mình phải chịu khó nuôi rồng vua thêm một xíu nữa thì mới cưỡi được. Rồng vua hiện tại đã cấp 23 rồi. Cố lên nào. Mình sẽ cho ăn thêm một xíu. Đây, chia đều phần ăn ra. Ăn nhanh mau lớn em ơi, ăn nhanh mau lớn em ơi. 24. 25 rồi. Để coi, bây giờ rồng vua đã có vẻ ngầu lòi hơn rồi nè. Gửi được chưa? Hi, cấp 25 là mình đã có thể gửi được rồng vua rồi. Trời ơi, rồng vua quá trời bự luôn. Mình đứng trên người rồng vua nè. Bằng một cái gai trên người rồng vua thôi á. Quá là khủng khủng luôn.
Và cái hơi thở rồng thì mình sẽ coi coi chưa từ bắn ra quả cầu hở, có tới 10 quả cầu lận nha, rất là nhiều luôn. Ui, cái quả cầu nó bự chưa kìa. Ui đã thiệt á, không cưỡi thì thôi mà cưỡi rồng vua là cực kỳ phê luôn, kiểu ngầu ngầu á, quá im á. Mình muốn test trên những cái con rồng khác nhưng mà test thì hơi tội á, để mình kiếm con quái vật mình test đi. Chứ test trên mấy con rồng này thì nó rất là thân thiện luôn, nó không có đánh mình á, mình sẽ không test cho nó đâu. À, mình sẽ tìm bay coi. Nhưng mà có một cái nhược điểm là rồng vua bay rất là chậm nha, kiểu to quá hay sao á, bay cực kỳ chậm luôn. Chấm ri à, bay xuống đây coi có quái vật không. Bình thường đi ban đêm dễ gặp quái vật, mà bữa nay cưỡi rồng vua không thấy quái vật nào nó xuất hiện, nó khịa mình luôn ta. Quýu rồi, mấy con này quýu, chơi mà quýu. Mình gặp rồng vua mình còn quýu mà không ngồi chứ mấy con quái. Rồi coi nào có con nào xuất hiện chưa. Ui không có luôn á. Ở đây có nguyên một đàn sói nè, không biết con nên test không nè. Mình nghĩ chỉ cần một quả cầu thôi là nguyên đàn sói sẽ chầu trời liền á, không giỡn đâu. Sức mạnh của rồng vua thì không thể khinh thường được. Rồi qua đây có vẻ sắp có công trình rồi, quái vật các thứ nè. Kìa bên đây mình thấy ngôi đền nữa nè, xíu ghé sau giờ thì đi tìm mục tiêu để test trước đó. Ngày đầu tiên mình muốn test ngày đầu tiên cưỡi rồng vua mình muốn test sức mạnh liền á. Coi nào, sao hôm nay không thấy con quái vật nào luôn ấy ta, lạ thiệt. Kỳ cục kẹo vậy. Thôi đành phải gì, sorry mấy cái con lạc đà tội nghiệp nha. Mình sẽ đáp xuống đây mình test trên mấy con lạc đà thử đi, lạc đà máu cũng tương đối nhiều á. Rồi thử tấn công nè, xích qua đây xíu, rồi nhắm cho kỹ vô, trời ơi không thấy được đường luôn á. Ui coi kỳ, một hit đi luôn hai con lạc đà rồi. Hai con kia đứng xa mà cũng mất rất là nhiều máu. À đây con xương thì ra người núp xương nè. Ui phóng một xương nè, mất được 15 máu. Ok. Tuy không phóng trực diện nhưng mà vẫn mất được 15 máu á. Cũng mạnh đấy. Ngoài ra thì còn có một dạng hơi thở nữa nè. Mình thở ra. Đó. Cái hơi thở của rồng á. Không biết là lượng sát thương nó có nhiều giống như là quả cầu hay không, nhưng mà mình thấy tương đối là ổn áp đấy nha. Và đặc biệt hơn thì khi mà mình cưỡi rồng vua á, thì mình sẽ không lo về vấn đề em này yếu máu đâu. Rồng vua có rất là nhiều máu luôn, mới có cấp 25 thôi mà đã 69 máu rồi. nhiều máu nhất trong cái đàn rồng mình luôn á. Đã ghê luôn. Rồi bay lên. Vô cánh gần này cũng nguy hiểm lắm á, có mấy cái con amphide này, mấy con này lâu lâu nó cũng khịa mình lắm á nha, không phải giỡn đâu. Nhưng mà có gầm vô bao kê nên mình không sợ. Đi bay lên đó. Ui gầm vô bay vô khúc này bị vướng rồi, kiểu cay nhiều quá. Hơi vướng. Mình sẽ chịu khó mình đi bộ một xíu đi. Gồng vô mấy cái cánh rừng mà dày cây như vậy thì hơi bất lợi ha. Đi cứ vướng thôi. Và sẵn tiện mình sẽ qua đây để mình khám phá thử cái ngôi đền này. Trời, mấy con này khỉa mình. Thôi coi như ta nhịn các ngươi đi, các ngươi là nhất. Rồi nhảy lên, chưa luôn. Đây chính là bên trong của cái công trình này ha. À nó có rương luôn nữa. Ủa sao mình hết đào được rồi? What the hell? What? Cái mình bị gì rồi? Cái cúp mình hết đào được rồi. Holy. Ôi cho mình cung với quá trời mũi tên luôn. Mình không cần lắm, mình lấy xương thôi. Ủa gì tự nhiên cái cúp mình bị hư rồi? Cái gì? Đào đất được mà đập. Rồi luôn. Chúng cái cúp super rồi. Cúp đào đất được mà đào đá không được này. Bếp thiệt. Không tin được luôn á. Chưa để mình triệu hồi rồng vua ra cái đã. Mình cưỡi rồng vua bay về nhà. Xuống đây em ơi. Đáp từ nha, đừng có đáp vô mặt anh nha. Anh bẹp dép luôn á. Trời. Cái tướng gầm vua kìa, trời nó bự gì đâu mà khủng khiếp luôn á.
Rồi đáp xuống cái nào. Sợ thiệt. Rồi rồi ngoan ngoan ngoan. Mình phải nhảy hai ba cái thì mới có đủ chớn để leo lên người con vua á. Rồi có cánh, có cánh. Ui dồi ôi, ù à ù à, chi không biết giờ cưỡi cũng khó nè. Mà đi đúng chậm luôn ấy. Mình phát hiện ra một điểm trừ nữa nha, là rồng vua bay rất là chậm luôn. Mẹ đất ơi, đằng kia có con rồng kìa. Trời, người ta thon gọn, người ta bay nhìn thấy ham không? Rồng vua. Rồng vua ú quá, trời quá đất rồi. Chắc 11 mình phải tập game cho rồng vua thôi. Giảm cân đi. Ú quá trời quá đất rồi, bay sao lại mấy con rồng khác. Mình còn nhiều ăn không ta? À mình còn nhiều lắm. Về mình sẽ chăm tiếp hai em rồng ở nhà ha. Ở nhà mình còn tới hai em rồng chưa có đủ cấp để cưỡi, đó chính là rồng rồng Storm Startus ha. Startus cũng như là rồng Storm Falcon thì phải. Nếu như mình nhớ không nào. Hai em rồng đó thì rất là nhỏ luôn, mình sợ là 31 phần ăn này không đủ để cho một em lên kiểu như là có thể cưỡi á. Kiểu hơi bị ít á. Không biết là 11 cái con bò vòng vòng đây nó có tiệt chủng với mình không nữa. Chứ ngày nào cũng săn không biết chịu sao nổi. Rồi, đâu rồi? Em rồng đây đây, Storm Stratus ở đây. Mình sẽ cho Storm Stratus ăn trước ha. Ăn đi. Ăn cho mau lớn. Ăn đi thôi thôi thôi, đừng có giành ăn với em này. Ấy đồ ăn cái là tùm tướp à. Quý sự tập kiểu gì vậy? Hôm bữa mới khen là ăn quý sự tập mà bây giờ lại muốn giành ăn với em rồi. Bó tay gồng angle luôn á. Thèm cái gì? Thèm cho trái táo nè. Mệt que. Ăn đi. Khổ ghê á. Bây giờ nhiều gồng mới. Đôi lúc mình cũng giống như là hơi thiên vị ha. Thôi mà thôi kệ đi, thiên vị xíu cho rồng ta. Rồng còn lớn chứ. Cấp mấy rồi? Cấp 10. Mới cấp 13 thôi. Rồi gì sao mà đủ nuôi lớn em ơi. Hồi nãy giờ cho ăn mới lên cấp 13 thôi hả? Còn lâu lắm. Cấp 18 ấy rồi. Cấp 20. Rồi luôn, mình nghi là rồng Storm Stratus lại giống như rồng Angle rồi. Cấp 40 mới cưỡi được á. Tại nhỏ quá. Bây giờ cấp 26 nè, test thử coi. Quá nhỏ để mình có thể cưỡi, thấy chưa? Biết ngay mà. Đành phải chịu thôi. Cố lên cấp 30 rồi nè. 30 vẫn chưa đâu, còn 10 cấp nữa đây. Và lớn lên thì cũng giữ được cái vẻ dễ thương á. Ui đúng là loài rồng này cực kỳ đẹp và dễ thương luôn á. Thấy đôi cánh kìa. Nhìn cái này giống như là một cái t-shirt gì á. Đẹp thiệt á. Không biết sức tấn công với khả năng bay như thế nào thôi. Chắc bây giờ mình phải đi cưỡi một em rồng khác thôi. Để cho rồng vua ở nhà giống như là vệ sĩ cho ngôi nhà của mình đi. Còn rồng Angle thì cứ múa bay quay cuồng gì tùm lum vậy. Mình sẽ cưỡi em nào đây ta? À Storm Cutter đúng rồi. Lâu rồi chưa cho Storm Cutter ra trận. Đâu rồi? Đây đây đây, mới đáp xuống nè. Đi. Hôm nay anh với em sẽ đi săn kiếm thức ăn thêm cho Storm Stratus á. Chủ yếu là đi săn... Ủa, cá có làm được thức ăn cho rồng không vậy? Vô khoan 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 khoan. Hình như cá cũng có thể làm được thức ăn cho rồng thì phải. À không, mình nhầm rồi đấy. để mình lấy thức ăn cho mình đã. Quên nữa. Mình lo cho mấy em rồng một hồi quên vụ là mình chưa có đồ ăn. Mình sẽ lấy mấy cái ổ bánh mì nướng. Ủa kìa, cái gì? Ui no no no. Ê cái gì? Cái gì rồi? Khoan. Trời ơi. Em rồng nó bị cái con xương kia tiêu diệt rồi. Khốn kiếp thiệt. Tồn khốn kiếp. Người dám tiêu diệt em rồng của ta hả? Mẹ đế ơi, em rồng gì bảo vệ mình mà bị nó quýnh. Ngất xỉu rồi. Còn nè, mình sẽ tóm tắt cái trận chiến hồi nãy nha. Tức là em gồng Angle á, làm gì không biết, bị nổ tung. Còn Storm Cutter thì đánh với con xương á, bị nó đâm mấy hit cái nằm luôn. Bó tay thiệt luôn á. Em xương, ủa em chó cũng bị ảnh hưởng lay nè.
Thì vô cánh rừng một phát gặp cả đống rồng luôn á. Ở trên đây lại có thêm một cái tổ rồng nữa nè. Ủa cái trứng rồng nữa nè. Hình như đây là trứng rồng Storm Falcon thì phải. Chính xác luôn. Mình đã có ở nhà rồi ha. Nữa nè. Quá trời chỗ rồng Storm Falcon luôn á. Ui đã vậy trên. Khoan từ 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 từ. Trên đỉnh tháp còn có. Ui trời. Xuất hiện có mấy tên chiến binh. Ô. Gì đây? Không. What? Bọn chúng bị nổ tung ơi. Ui ghê thế. Trời, bọn chúng té chết hết luôn. Yes, thành công thành công. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đây để mình săn bò cái đã. Ở đây mình thấy quá trời bò luôn. Cơ hội kiếm thêm, kiếm thêm, kiếm thêm. Vậy là cái vùng này còn bò, vùng này còn bò. Quá im, quá im. Quá trời bò ở bên này luôn nè. A few moments later. Phải mà mình dùng cúp mình đập được, mình còn mò mò mình mình phá kiếm đường để giải đấu, còn đằng này không có đập được. Sukana luôn chứ. Ui mà ui trời trời ơi, đằng kia có Nether màu đỏ đỏ kìa. Rất là đẹp ha. Thôi chắc bây giờ mình lại tiếp tục. Ui cây ăn thịt người. Cây ăn thịt người. Ăn thịt người. Cây ăn thịt người hả? Uống hồng chim én. Rồi. Kêu ôi trời ơi, kêu lại cây ngủ mất tiêu rồi. Thôi ăn phát tỉnh ngủ đi. Đi tiếp nha. Mình sẽ đi tiếp để săn thêm. Ô đây đây có rồng. Ô đây có cừu nè. Săn tiếp luôn. Để mình săn thêm cừu cũng như là kiếm thêm trứng rồng ha. Ê chơi mà trời ơi chơi mà cái ếch hàng nữa. Mấy em rồng này rất là thông minh nha, có thức ăn là tự động chạy lại ăn liền à, thông minh lắm, đúng cơ hội luôn. Cao thủ cũng không bằng mấy em rồng tranh thủ đâu. Rồi đi tiếp qua đây, qua đây. Lượn qua được, lượn qua xíu. Trong cánh rừng này mà chỉ có chỗ trứng rồng Storm Falcon thôi sao? Mình nghĩ là còn nhiều cái chỗ trứng rồng lắm. Nè. Đúng không? Yes, chính xác. Ở đây mình thấy có một cái chỗ trứng rồng. Hình như là Blaze Falcon thì phải. Màu giống lắm. Blaze Falcon S, chính xác rồi. Cái em rồng mà giống như cục lửa vậy đó. Liền. Xin cái trứng rồng nha. Im. Ê, hình như mình phát hiện ở đây nó có con mỏ sao nè. Chưa, mình đáp xuống một cái. Không biết có chính xác hay không nữa. Ủa, một cái con mỏ. Vô thử, từ. Ồ, xuống luôn. Người chưa hề liều mà. À, con mỏ này bự lắm. Từ khám phá. Để coi nó có lò nung. Còn gì khác không? Ủa? Mình nghe tiếng quá vậy? Không biết là nó có dấu rương không á? Mình mong là nó có dấu rương một xíu đây, có gì mình còn lút đồ chứ. Ôi, nó không dấu rương. Rồi luôn, sao giống như bị bịp vậy? Hình như khu mỏ này nó bị bỏ hoang rồi. Không có rương gì còn sót luôn á. Ủa nó có đường hầm bí mật hay sao nè? Đây khoan, nghe tiếng nhện ở dưới. Ê! Trời luôn lọt xuống gì đây? Ui cái này là cái tổ nhện hả, chứ không có đồ gì khác hết. Rồi luôn. Bị bịp rồi. Không có gì đâu. Nhảy lên cái nữa. À có cái rương. Nice. Cái con nhện đi kìa. Kim cương. Không có kim cương nhưng mà cho mình một cái quyển sách nè, cuộn sách. Và một trái táo ngọc lục bảo. Trái táo này hình như ăn vô mình có thể đổi đồ xịn với những cái bé chân làng đó. Kiểu tăng nhân phẩm mình hay sao á. Mở khóa Blockit Villager Chai with Red It or Courage Zombie Villager. Có nên lên trên ăn thử trái táo này không ta?
À không, không, cái này mình sẽ dùng trên bát dân làng á, chứ không phải là mình ăn đâu. Trái táo này mình một là cho bát dân làng, hai là cho zombie dân làng ăn, chứ mình không ăn được. Mình ăn là mình xanh cỏ luôn á. À, ra là vậy, ra là vậy ha. Cho anh nhờ xíu coi. Tôm sờ tôm pha canh ngủ mất tiêu rồi. Bây giờ là phải nhờ Nightmare thôi. Mà mỗi lần cười Nightmare là y như rằng là không nhịn cười được á. Nhìn cái lưỡi thôi là thấy mất cười rồi. Ở đây có thêm một cái chỗ trứng rồng Unu Unut nè. Hình như đây là Runcle thì phải. Chính xác ha. Trứng rồng Runcle. Mình lấy chắc không sao. Ui trời ơi, Nightmare ơi, gớt gì cái bẹp vậy em. Bỏ tay đi. Xin được cái trứng răng cò rồi. Chuồn lẻ thôi nào, không thôi hồi răng cò quýnh mình á. À có bò nữa nè, đây rồi. Bò đây rồi. Săn bò thôi. Phải làm thêm thức ăn nhanh nhanh để còn về cho rồng ăn nữa. Mình sẽ làm theo công thức này. Ủa sao mình bị chóng mặt dữ ta. À biết rồi. Mấy con gà này nó quýnh mình y như là đang bay lắc vậy đó. Quýnh xong là sẽ sả mắt mà hết à. Nope. Con này. Con nope. Gà không kiếp. Con gà không kiếp. Trời đất ơi, nó làm mình chóng mặt. Mình bắn 4 5 mũi tên mới trúng nó. Màn đét ơi. Đúng bay lắc luôn á. Rồi. Làm tiếp thức ăn nè. Đấy, được 5 cục hết ta, 5 cục rồi cũng ít quá. Phải đi săn thêm thôi, 5 cục thì còn ít lắm. Mình cần ít nhất là cũng cỡ 7 cục á. Ủa đúng không ta, hồi nãy là cấp 32, 33 rồi, cần làm 8 cục đi. Làm có 8 cục là vừa rồi đó. Rồi đi, săn thêm một xíu nữa mới đủ. Nè, có luôn nè. Ngon quá, vậy là cái vùng này chưa hết bò, chưa hết bò, im. Còn câu hỏi ha, để mai mốt mình biết mình lạng qua đây mình săn tiếp. Ngồi xuống đây. Đi. Đấy, có đồ ăn cái bay về nhanh lắm. Em này cũng nghe đáo để đây. Được, xuống đây cưng. Đâu rồi? Storm Star chết. Ủa, sờ tra tết. Thiệt luôn á, các em rồng phải chắc mua thay tên đổi họ mới được nha. Quá trời khó đọc rồi. Đây, chia ra. Hy vọng là vô đây đủ để em có thể lớn và cho mình cưỡi. 35 rồi nè. Ui, 35 được, cưỡi được rồi. Nice. Ui, em này bắn ra quả cầu không phải là màu bình thường đâu, màu xanh lá cây. Nhưng mà chỉ có 4 quả cầu thôi. Ui, quả cầu này bay rất là nhanh nha. Thường thường mấy quả cầu bay nhanh là ưa mạnh lắm á. Để mình kiếm nguồn gì mình tép thì được. Quá đã luôn. Đôi cánh đẹp luôn, lắm luôn á. Thích ghê á trời. Đã. Để mình coi mình kiếm con nào mình test sức mạnh luôn ha. Test khả năng bay lượn là mình thấy tương đối ok đó. Nè, hết tốc độ nè, chuẩn bị coi hết tốc độ nè. Mình đoán là rất là nhanh đây. Đấy. Cũng dạng là nhanh ấy, không phải chậm đâu. Được. Im. Ô, bị tấn công. Mình đâu. Nữa bị con nào cà khỉa lại chóng mặt nó rồi kìa. Rồi, test thử quả cầu nào. Bắn vô con heo. Một hit. Một hit thì không đủ để chết, nhưng mà lửa đốt từ quả cầu vẫn có thể tiêu diệt được ha. Còn phun lửa thì sao? Ui, phun lửa tương đối mạnh nha. Được á, khả năng phun lửa này để dành đi săn thịt heo chín im nè. Tốt, cũng tốt. Ok, nói chung thì no. Chạy em ơi, một hồi bay lắc. Một hồi chóng mặt á. Nói chung đánh giá sơ qua thì em rồng này tuy có lượng máu không được cao á, nhưng mà cái khả năng tấn công nè, cũng như là khả năng bay lượn thì tương đối là tốt đó nha. Mình thấy Storm Stratus cũng là một trong những em rồng rất là đáng để cưỡi đi khám phá. Và mình còn có một cái quả trứng rồng Play Falcon nè, mình muốn up nó liền quá. Tại vì hôm ra mình ít up trứng rồng mà chạy bằng nhung nham á, nên mình sẽ up một cái trứng rồng chạy bằng nhung nham trong ngày hôm nay đi. Cho thêm nhung nham vô. Đấy. Và mình sẽ up song song luôn ha. Vừa up trứng rồng chạy bằng nhung nham, vừa up trứng rồng chạy bằng nước luôn.
Và trứng rồng chạy bằng nước tiếp theo đó chính là trứng rồng Hyroptera ha. Đây trứng rồng này này. Cho vô. Đấy. Để mình up cùng lúc hai cái trứng rồng. Và hy vọng rằng ở tập sau thì hai trứng rồng này sẽ nở và chúng ta sẽ chào đón thêm hai thành viên mới nữa. Ô, cái con gì tấn công? Ủa cái gì đây em rồng? Hình như có con nào tấn công á. Ui sao anh em lại đánh nhau rồi kìa. Ui em rồng này bị sao rồi? Ủa cái này là con rồng này, con rồng ngoài tự nhiên. Chứ không phải là em rồng mình nuôi. Hèn gì mình thấy nó tấn công em rồng của mình. Tự nhiên nó lỡ nó cà khịa mình. What? Suýt nữa là là mình tưởng là em rồng mình đi luôn rồi chứ, nhưng mà không sao. Cuối cùng cuối video mà cùng bị cà khịa nó cay thế. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay á. Hy vọng rằng những chuyến khám phá sau thì mình sẽ kiểu như là huấn luyện được những em rồng kiểu như một cách thuận lợi hơn. Cũng như thế, hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.